Thưa quý vị và các bạn, lượng hải sản phong phú và đa dạng đã làm nên nền ẩm thực đặc trưng của vùng đất Bình Thuận. Ngoài hải sản là chủ đạo, còn rất nhiều món ăn ngon ở Bình Thuận mà có thể là du khách chưa biết hoặc là chưa từng nghe tới. Bởi vậy, nếu có dịp du lịch tới Bình Thuận thì nhất định quý vị không nên bỏ lỡ cơ hội khám phá nét ẩm thực của vùng đất này. Bình Thuận có chiều dài bờ biển 192 km, cùng với ngư trường rộng lớn, thời tiết nhiều thuận lợi. Chính những yếu tố này đã giúp sản lượng hải sản của tỉnh Bình Thuận ổn định qua từng năm. Nhiều loại hải sản được đánh bắt tạo nên sự đa dạng của ẩm thực xứ biển. Không chỉ thu hút du khách bằng những món hải sản tươi ngon, chế biến đa dạng, mà Bình Thuận còn nổi tiếng với các món ăn đường phố. Chế biến công phu trong nhà hàng cho đến các món ăn vặt trên đường phố đã tạo nên sự phong phú đa dạng cho ẩm thực Bình Thuận, khiến mỗi người dân địa phương hay du khách mỗi khi nghĩ về đều cảm thấy nhớ và muốn thưởng thức thêm lần nữa.